Đúng là ai? Đi đâu? Dạ em đi làm ạ. Nhân viên mới à? Dạ vâng ạ. Quay đít ra đây. Gì ạ? Quay đít ra đây. Sao tự nhiên lại phải quay đít ạ? Thủ tục ở đây ra như thế, quay đít ra đây. Đây. Gì đây? Thì em vừa quay đít. Quay cái đít xe ra đây để tôi ghi vé. Quay cái đít xe ra đây để tôi ghi vé.